Silent but deadly. Rampage. Smackdown. Godlike. Xin chào các bạn. Để chuẩn bị cho sự đổ bộ của Sentinel thì hôm nay mình sẽ làm mà set đồ quốc dân mà Eri hay sử dụng nhá, đó chính là Sentinel với hai khẩu bệ pháo 12 hay là với khẩu phóng đĩa 12 nhá. Đây cấy ghép thì đầy đủ một chút để bắn cho nó mãn nhãn nhá. Xin lưu ý rằng video được làm trên bản test server và bản test server chỉ dành cho những gọi là người làm nội dung cho Mac và đã ký kết hợp đồng với Mac nhá. Còn các bạn thì sẽ không thể nào mà tải bản test server được nhá. Mình thì chưa thể biết được là cái con Sentinel này nó mà có ở bản chính ấy thì chúng ta có thể sở hữu nó một cách dễ dàng hay không. Tuy nhiên ấy, mình có thể khẳng định một điều là khi mà Sentinel này nó ra bản chính ấy mà các bạn có được con mech này ấy thì các bạn hoàn toàn có thể là cấp cái con Airy đi vào trong kho nhé. Nếu như bạn đã có một số tiền gọi là khá khá trong cái tài khoản của mình ấy, Ercoin ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể là tạm dừng cái việc nâng cấp Airy nhé, để chúng ta tích tiền và chuẩn bị để cố gắng tạo cho mình con Sentinel này nhé. Bởi vì chơi con này nó sẽ ngon hơn Airy rất là nhiều. Đấy. Nếu như mà bạn nào gọi là có con Airy trong tài khoản ấy mà hiện tại nó thấp sao chẳng hạn thì các bạn vẫn có thể là nâng nó lên tầm 4 sao. 4 sao để các bạn chơi cho nó đỡ yếu. Còn đâu thì các bạn hoàn toàn là nên để dành tài nguyên nhé. Và để có cơ hội để sắm cho mình con Sentinel này rất là ngon. Con này nếu nhìn chính diện ấy thì mình cảm giác nó gầy, cả nó có vẻ gì đó hơi xấu. Tuy nhiên ấy, khi mà cầm con này trong trận đấu ấy thì mình lại thấy cái góc nhìn từ phía sau của con này nó rất là đẹp. Đấy, mình thực sự mình thấy góc nhìn phía sau của con Sentinel này nó rất là đẹp luôn. Nó cảm giác sao nhỉ? Nó đem cho mình một cảm giác như kiểu đang nhìn thấy một cái thứ gì đó trong một cái game kinh dị ấy. Đấy. Nếu mà các bạn gọi là ít xem game kinh dị thì các bạn sẽ khó mà tưởng tượng ra được, nhưng mà các bạn mà xem game kinh dị nhiều ấy thì các bạn chắc chắn nhìn từ phía sau lưng con này ấy sẽ tưởng tượng ra một cái loại quái vật gì đó, nó phải dùng từ là kinh tởm. Đấy. Đấy là mình nói theo cảm nghĩ của mình thôi, còn một số bạn thì sẽ bảo là mình nói quá. Cũng có thể do mình xem game kinh dị nhiều. Mình thì xem game kinh dị nhá, chứ mình không xem nhiều phim kinh dị. Mình lại thích xem game kinh dị hơn. Kiểu là xem người ta la hét ấy. Người ta thì sợ hãi, còn mình ngồi thì mình xem thì cũng hơi sợ, nhưng mà mình thì vui. Kiểu đấy, kiểu cười trên nỗi đau của người khác ấy. Cái con này hình như là cho dù các bạn có lắp cái, đây là mình tua nhanh tại mình hết bot rồi. Mình nói tiếp nhá. Do là cái bản chất, cái kỹ năng của con mech này, hay là bây giờ mình dùng cái từ nội tại cho nó hay nhỉ? Bây giờ mình dùng từ nội tại nhé, các bạn có đồng ý không nhỉ? Video này mình cứ tạm dùng cái từ nội tại nhé. Tại vì kỹ năng của con này bật khiên đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà máu nó càng thấp thì nó hồi khiên càng nhanh đúng không? Thế mình dùng từ nội tại nhé. Chắc là do chơi liên quân nhiều quá. Nếu mà các bạn không thích thì cứ bình luận bên dưới video sau thì mình sẽ sửa nhé. Thì do là nội tại của cái con này ấy, là máu nó càng thấp thì khiên nó hồi càng nhanh. Mình thì chưa kiểm chứng đâu, nhưng mà có vẻ như là cái cấy ghép mà giảm thời gian hồi chiêu cho con này ấy, nó không hiệu quả. Hình như là vậy. Mình cảm giác là mình lắp cái cấy ghép giảm hồi chiêu thì nó không hiệu quả. Đây là mình nói là mình cảm giác thôi nhá, còn đâu mình chưa có bật lại và so sánh số liệu. Đấy. Có nghĩa bây giờ ấy, bây giờ thì mình chỉ cần làm một clip là mình lắp phi công có cấy ghép giảm hồi chiêu này, cả làm một cái clip lắp phi công không có cái ghép giảm chiêu là nó nhìn một phát nó ra ngay.
Tuy nhiên là mình lười quá, mình chưa có làm, thì đây là mình đoán vậy thôi, mình đoán vậy thôi. Cũng chắc là trong tương lai thì mình sẽ gắn thử để mình kiểm tra nhé. Còn hiện tại, trong thời điểm hiện tại mình đang ngồi nói là mình đoán vậy thôi nhé. Để có gì các bạn đừng có trách hay là nói là chả biết cái gì, nói linh ta linh tinh. Đây là mình đoán vậy thôi nhé, mình chỉ đoán thôi, bóp là hết rồi. Cái bản test này khá là ít bóp. Những cái đoạn nào hết bóp rồi thì mình sẽ tua nhanh cho hết trận đấu sang hiệp mới nhé. Đấy, chủ yếu là cung cấp đến những cái set đồ mà Airy, những cái bạn mà chơi Airy á, những bạn thích dùng ấy, đấy thì mình sẽ làm những cái set đồ ý để cho các bạn chuẩn bị tinh thần để sắm cho mình một con Sentinel vô cùng là mạnh mẽ. Cái khiên của con Sentinel này ấy, nó cao. Đấy, nó cao hơn cái con Airy. Nhưng mà cái khiên của con Sentinel này ấy, về cái bề ngang ấy thì nó lại hẹp hơn con Airy. Đấy. Nên là mình đang nghĩ là nếu mà cái con Sentinel này mà bị tấn công ở cạnh sườn ấy, đấy, thì nó lại bị nguy hiểm về tính mạng hơn là Airy. Và không biết là khiên của Airy thì nó có chắn được nhiều ở phía cạnh sườn không nhỉ? Nhưng mà mình nghĩ là không nhiều lắm. Tuy nhiên là khiên của con này ấy, nó lại gần như là nó còn không chồm ra được cái sườn của nó một chút nào luôn ấy. Đấy, nên là cái con này mà kiểu đứng ở gần tường ấy, đứng ở gần tường mà bị phóng đĩa vào bên mạng trái hoặc bên mạng phải của mech thì chắc là cũng hơi khó khăn đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì máu con này trâu hơn Airy này, khiên của nó thì HP cũng nhiều hơn Airy này, nên tất nhiên rồi, nó ngon hơn là cái chắc luôn. Rồi, video của mình đến đây hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Sentinel, một gọi là phiên bản nâng cấp hơn của Airy, hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho chúng ta, nếu như mà chúng ta sở hữu được thôi. Cũng không biết nữa, hên xui thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Mình rất mong nhận được những cái lượt đăng ký kênh này, những cái lượt like và những dòng bình luận của các bạn bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.